cách duy nhất để De Bruyne trở thành song sát với Ronaldo tại Al-Nassr. Kevin De Bruyne được cho là sẽ phải tự mình thúc đẩy việc rời khỏi Manchester City nếu anh muốn tới Saudi Pro League cùng Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne, người đã chuyển đến Manchester City vào năm 2015 trước đây đã từng nói về mong muốn hoàn thành một thập kỷ phục vụ cho nhà đương kim vô địch Premier League. Hợp đồng của tuyển thủ người Bỉ với đội chủ sân Etihad sẽ đáo hạn vào năm 2025. Đã có cuộc thảo luận về sự quan tâm từ Trung Đông, đặc biệt là đội bóng của Ronaldo Al-Nassr đối với tiền vệ đẳng cấp với tiềm năng giúp Man City kiếm được một khoản tiền từ bất kỳ thương vụ mua bán nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Bên cạnh những người như Ronaldo và Karim Benzema, De Bruyne đã chứng kiến các đồng đội cũ của mình tại Man City là Riyad Mahrez và Aymeric Laporte tới Ả Rập Xê Út. Các mức phí chuyển nhượng chắc chắn được đề xuất để thực hiện một thỏa thuận, nhưng Manchester Evening News đưa tin rằng Man City sẽ chỉ tham gia đàm phán nếu De Bruyne bày tỏ mong muốn ra đi. Dù vậy thì hiện tại, nhà vô địch Champions League được cho là đang hạnh phúc ở Anh. Với lẽ đó, thật khó để có thể nghĩ về một thương vụ chuyển nhượng bất ngờ vào thời điểm này. De Bruyne, người hai lần là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đã có 370 lần ra sân cho Man City. Trong khoảng 7 năm tại Etihad, De Bruyne đã cùng Citizens giành được 14 danh hiệu. Đáng tiếc, chấn thương ngày càng trở thành vấn đề trong thời gian gần đây đối với De Bruyne ở tuổi 32. Theo quy tắc riêng của Man City, những cầu thủ bất chấp có đóng góp quan trọng cho đội bóng nhưng không còn duy trì được thể trạng tốt nhất vẫn sẽ bị buộc phải rời đi. Những cầu thủ như Fernandinho, Ilkay Gundogan hay Sergio Aguero chính là những ví dụ đó. Thế nhưng trước mắt, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn luôn khẳng định vai trò của De Bruyne trong đội hình.